Hello anh em, mình là Thắng. Thì à, hôm nay mình vừa hoàn thiện xong được một con mèo à, bằng gỗ nút rắc đỏ đen thép D2. Muốn giới thiệu đến anh em cũng như là khoe với anh em à, cây nỏ của chú Thuận Làm được anh Ninh ở kênh nỏ truyền thống Sơn La tặng. Với cả mấy cái đồ linh tinh mà mình à, cái lúc mà mình vào à, rừng đi lấy mây ở về thắt dây dao mèo thì à, thường mang lại thì à, quay cho đủ combo cho nó đẹp thôi. Thì à, trước tiên thì cứ đến với con mèo đi, nhân vật chính hôm nay bằng gỗ nu trắc đỏ đen nu trắc thì mình cũng không có gì để diễn tả hết cái vẻ đẹp của nó rồi hiếm nhất từ trước đến giờ mình làm được bộ phôi có thể nói là đẹp nhất từ trước đến giờ luôn thì cái bộ phôi này làm được hai con một con 25 thì mình chưa làm xong một con này là con 18 hơn 18 lưỡi do marker phạm mạnh làm còn lưỡi 25 thì do thầy Vinh rèn bằng thép 80 CRV2. Lưỡi này là lưỡi thép D2, kháng rỉ rất là tốt, giữ cạnh tốt mà chỉ phù hợp để làm dao bé thôi. Ta sẽ đi qua phòng uh, phần vỏ trước, vỏ bằng gỗ nu bông trắc đỏ đen. Anh em xem sự sắp xếp vân cái phần nu của nó đấy. Không có một điểm trừ. Chuôi vỏ cùng một khúc xẻ ra bây giờ anh em bỏ ra bao nhiêu tiền để tìm được cái bộ phôi này rất là khó không phải cứ có tiền là sẽ mua được cái này tùy duyên anh em nữa mình đã tìm rất là lâu thì mới có thể gặp được cái bộ phôi này quá là đẹp anh em xem phần nu trắc đỏ đen đấy trắc đỏ đen đã được xem là cái gỗ rất là hiếm rồi mà gỗ nu của nó nữa thì là phần quý nhất của gỗ trắc thì anh em biết nó hiếm cỡ nào đấy có khi cả triệu cây mới gặp được một cây có nu mà để mà có nu rồi để xẻ được để làm vỏ thì nó lại cực kỳ hiếm bởi vì cái nu của nó không lớn cái nu của nó rất là ít thường chỉ nó bọng cái bìu của gỗ ấy thì nó rất là nhỏ thôi khó mà để mà đủ kích thước để mà xẻ được một cặp như này đó đây anh em xem phần vỏ đấy vết ghép nối gần như không thấy luôn đó rất là kín khít đẹp nhìn màu sắc nó rất là quý tộc vì màu gỗ trắc đỏ đen mà cái phần màu đỏ đen nó rõ ràng nó tách biệt như này thì nó là quá là đẹp Khâu đồng vàng gò tách tua Con này thì quá đẹp rồi à. 18cm hơn hơn 18 một tí Vừa tay đi rừng ngắm trại Cắt vót Gần như là Không có từ ngữ để diễn tả Về cái độ đẹp của cái bộ phôi này rồi đây đến phần lưỡi dao vẫn như thế thôi Đấy, miệng dao vẫn được làm cân đối đó đây, mình lau qua lưỡi tí nó Nãy mài xong còn hơi bẩn Đây, mài rất là sắc, soi gương Đó Thì à, hôm qua lúc mài thì mình có chạm nhẹ đây là anh em thấy đấy Hiểu cái độ bé của nó đấy Đây, chạm nhẹ phát <laughs> Mình hay test cắt giấy mà với cái độ sắc của cái thép này Nó kháng thì cực kỳ tốt anh em ạ ờ như nhíp là rỉ với thước đo là 10, nhíp rỉ khoảng 78, CRV 80 CRV 2 nhỉ, rỉ khoảng 23 cái này chỉ rỉ tầm 12, gần như nó không rỉ luôn. một cái độ sắc của nó thì cực kỳ sắc. Chả trách mà bọn nước ngoài toàn dùng để làm dao kiểu dao gấp, mấy cái dao mini ấy, dao bé. Nó lại không phù hợp làm lưỡi to cho nên mình chỉ làm lưỡi 18 này thôi. Sống dài 6 ly, thon dần về mũi. Hạ mép bằng nhám đai, cái này là hạ mép bằng nhám đai do marker Phạm mạnh làm mình về chỉ mài lại mài sắc thêm bằng đá nước thôi để nó bóng lưỡi nó sắc hơn thôi đây mình sẽ thử độ bén anh em xem cái lông này là lông tơ anh em nhé cạo phát trời nắng nó chảy mồ hôi rồi còn lông này mình cạo phát là anh em biết là nó sắc cỡ nào này đấy một đường nhẹ thôi đấy. cái này là lông tơ thôi chứ không phải là ấy đâu tầm này trẻ tóc sẻ tóc hay là tất tần tật mọi thứ thì đây mình cạo nó bị đếm mất một một đống mất rồi đây cái phần lông này là nó cực kỳ mỏng cực kỳ khó cạo đấy anh em xem cái độ bén của nó đấy phải nói là quá bé cái chất thép nó rất là sắc nó sắc lâu như con này mà cắt gọt các thứ thì anh em về cắt gọt hoa quả cắt thái các thứ thì chả biết bao giờ mới phản mài lại vì cái chất thép của nó là giữ cạnh rất là tốt nó tốt hơn nó đắt hơn là 80 crv2 mà cái độ bén chạm nhẹ phát đứt rất là sâu cũng may là có vừa mua đúng lúc là vừa nhận được cái lọ thuốc à, à, nhập khẩu bên nga về của mấy anh nói chung của anh em làm giao chia sẻ mình vừa đặt xong thì <laughs> đúng là để thử thuốc luôn anh em nhìn dáng lưỡi rất là đẹp uyển chuyển đây chuôi vỏ Nu trắc đỏ đen cực đẹp Đó, đến ngày thứ hai là cây nỏ chú thuận nghệ nhân làm nỏ nổi tiếng ở sơn la mình có được tặng được anh khác cho cái kênh của kênh là dao mèo gỗ quý gỗ cái báng gỗ này là bằng gỗ mệ cu anh bảo thế gỗ mệ cu mà nó bị đém nó đặc biệt là đém nó hợp với kênh của mình là nó đém đây đây là tên của mình một bên sẽ là khắc tên của mình. Và một bên là khắc cái tên kênh. Thì cánh luồng. Cái này là cây chuẩn thi đấu bắn tên 41, 20 m và 20 m ngắm thì cái này là ô điểm 8 lệch lên trên ở hướng 12 giờ ấy. Cánh 41 à, tên 41 còn cánh là dài mình đo được là 88 cm. Còn đây là cái, cái 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 anh Ninh bắn thử anh ấy ghi là bắn tên 41 ở 15 m thì ngắm thẳng vạch 10. Mình cũng không biết nhiều về nỏ thực sự là thế Mà hồi bé mình rất là thích nỏ Mình xem phim rồi sau khi mình làm dao mèo tìm hiểu về cái nét, nét đặc trưng vùng miền của người Hơ Mông thì mình thích nỏ nên mình đã Muốn sở hữu một cây của chú Thuận rất là lâu rồi nhưng mà Chú lại dừng nhận đặt mới Thế nên là mình lại có cơ duyên lại gặp được anh Ninh, anh lại tặng cho cây này Cây này rất là đẹp, gỗ nó bị đém, nó bớt một bên đấy Cánh này phơi nghe anh bảo là được ba bốn năm gì rồi rất nó đen đen bóng luôn bên này là có chữ thái cổ cho chú thuận ghi hình như là địa chỉ bữa anh ninh bảo là địa chỉ của nơi chú ấy chữ thái cổ đây da mèo cổ quý cái nỏ rất là đẹp độ hoàn thiện với cả các thứ của chú thuận thì mình cũng không có gì để bàn quá là đẹp nghệ nhân rồi đây anh ấy tặng cho mình một bốn uh, ống 41 tên tên chuẩn thi đấu và hai cái tên này gấp bếp mấy năm rồi để mình trưng bày đó ông đựng tên và một cây cây đèn pin này thì của anh Tuân tặng mình cũng hay dùng cái này thì rất là lâu là mình đi rừng cũng thường dùng lúc mà đi lấy mây đi rừng cắm trại anh em mình cũng hay dùng cái này đây là cái bó tên hôm qua mình lấy bắn thử mấy tên thì có hai tên này bắn chuẩn nhất thì mình cũng lọc ra đây Hôm nào rảnh mình sẽ làm cái clip ngắn bắn nỏ vui xem anh em đây Tên anh Linh tặng 40 mấy tên này Đó, một cái bi đông Cái này theo mình đã được khoảng 7 năm rồi Từ thời chiến tranh để lại Combo đi rừng hoàn hảo Đó Anh em có nhu cầu đặt dao, mua dao Về gỗ quý thép nhập ngoại hay là thép nhíp hay là bình dân hay là gì thì mình cũng có hết tất tần tật thì anh em liên hệ với mình mình sẽ để ở để số điện thoại ở phần mô tả video ấy đó combo hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em cảm ơn anh em rồi nghe anh em